Ok, chào các bạn, mình là Linh đây. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau trên tay cầm theo Dragon vs VIP. Lúc đầu mình vẫn đinh đinh là sự kiện là khi mà cái khẩu này về nó sẽ là AK-47 VIP cơ. Nhưng hôm nay thì bởi vì lúc đầu mình nhìn khẩu này này thì lì đầu to hy sinh. Ok, lúc đầu mình không nhìn ra con này là con rồng đúng không các bạn, thật ra đấy, không nghĩ đây là con rồng ấy chứ. Ok, thì chúng ta có thể sở hữu nó cũng nói chung là cũng chưa có vĩnh viễn đâu bạn. Các bạn nạp hơn 300k gì đấy để được 10 ngày thôi nhá. Tức là truy kích vẫn giấu em này rất là kỹ rồi. Ui, thôi, bình tĩnh. Đã cứu bạn, đã cố gắng cứu bạn lắm rồi mà bạn không thèm chạy luôn. Ăn nhiều bánh chưng quá nên là đầu hơi lú rồi. Vào đây, vào đây. Bơi vào đây. Bơi vào đây. Woo, phê. Mình cảm giác khi cận chiến cái này nó rất là chắc tay, nó kiểu nó đầm hơn kiểu AK VIP các bạn. Nghe âm thanh bắn tiếng súng thì cũng được. Nó không quá ồn, mình nghe nghe nó không quá ồn như AK VIP. Điểm nhấn của khẩu súng thì nhìn nó rất là trẻ trâu các bạn, đậm chất trẻ trâu với hai cái sừng ở sau đi khẩu súng. Cận chiến rất là mạnh luôn, phải nói rất là mạnh bạn. Ok. Nhưng mà tuy nhiên là mình vẫn chưa biết cái khả cái các bạn nhìn ở góc bên phải dưới màn hình có hình cái con rồng ấy, con rồng hay con rắn thì không biết. Cái đấy là chức năng đặc biệt của khẩu súng mình chưa test các bạn nhé. Đây là lần đầu tiên mình cầm luôn đấy. À đây 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 đây. Kim mang, cái kim mang mới nhưng mà mình thấy nó hơi xấu bạn, thực sự hơi xấu thật đấy. Không biết các bạn cảm nhận thế nào như mình so với S VIP, so con VIP mình thấy so con VIP nó vẫn đẹp đẹp nhất đấy. À, cái chức năng đặc biệt các bạn ấn ấn F nhá, nó thời gian hồi có thời gian hồi như kiểu cái chức năng đặc biệt của khẩu shotgun VIP ấy. Quả Dragon này thì nó lại bắn không mất đạn, mình thấy cái khả năng này rất hay này. Đây ở đây. Ui bỏ lại bỏ lại. Chết rồi. À, chết mất rồi. Cái nếu mà các bạn cái chức năng đặc biệt này rất là bóp so với khẩu shotgun VIP ấy, kiểu nó rất là hay bóp. Kiểu như các bạn đang định cận chiến mà tự nhiên nó tóe nòng súng ra rồi nó pẹt phát thì lúc đấy thì các bạn coi như là hy sinh rồi đúng không? Nhưng cái này lại khác, nó lại chức năng đặc biệt của nó cực kỳ là có ích. Không bỏ lạc. Kiểu nó không bị mất đạn ấy, dường như là các bạn kiểu bất tử đạn trong vòng mấy giây, 7 giây, 3 4 mình không nhớ là mấy giây nhưng cũng khá là dài đấy. Ủa ra đây ra nào. Mình vẫn còn huyết thanh thì chúng ta vẫn phải lầy lội tí. Ôi mình có vẻ tí tốc độ chuột mình hơi cao các bạn. Thằng em mình nó vừa chơi nên là mình chạy chạy đâu. Con về đâu sao đây. Thì cảm ơn mình chỉ lại chuột chút rồi. Các bạn xem clip thì nhớ like share của mình và cho mình cái cảm nhận nhá, đẹp, nói chung là rất là đẹp đấy, rất là chất luôn. Và được hai dài rồi. Phê. Lại cái đầu to này, lại đầu to này. Nào ra đây. Ui chuột 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 chuột. Ai còn đầu to kia mình đang định ra xiên rồi đấy. Mình không biết là có phải là nó nhanh, khả năng cận chiến nhanh hơn AK VIP không mà thấy nó nhanh lắm ạ. Cũng được đấy. Đam, nói về đam thì cực khỏe, cận chiến thì cũng quá khỏe luôn. Không có gì phải bàn được khẩu súng này cả. Rồi. Này, nó cảm ơn thanh mình ơi. Rất là mạnh. Ôi, mình vừa mình quay mình sợ chỉ sợ mình chưa quay được. Rồi về về mình nhưng mà ôi, vẫn mất rồi. Các bạn nhìn khẩu súng thì nhìn rơi xuống đẹp không? Trời ơi, headshot mình cảm giác từ đấy giờ mình bắn kiểu cận chiến không mà cũng headshot không. Ác thật. Ở đây mình có chức năng đặc biệt rồi này. Ôi dồi, phát đấy mình chém tóe máu mà. Đẹp. Xui rồi, xui rồi. Cận chiến rất là xa luôn. Nó no, 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 con này vào đây. Xuống lên, chơi nó. Này, năm mới lì xì cho này. Cho nằm ngồi xem tivi cho nó thoải mái. Ui, dân mình, sao đi cứ đi, hơi tí là nhìn thấy vếu. Thanh niên kia. Được. Sao nó không chạy đi nhỉ? Phải đấy mình đã cố gắng để phi ra để một lòng một dạ cứu bạn rồi. Đây, 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 đây. Trời ơi, sao này nó né hay vãi mà. Ôi, bắn có mấy viên cận chiến vào đầu, chết luôn. Ui, sao top một là Jerry Gaming đấy kia, chết rồi. Mình là sao bằng Jerry được các bạn, trời ơi. Súng khỏe quá mà.
Vãi, cái con kia nó chết mình cứ tưởng là có thằng nào AFK. Giờ cứ gặp AFK là mình cảm giác như là cái Tết nó ngon miệng nó trở về rồi. Chứ không còn Tết nhọ như mọi khi đấy. Chơi nó. Trời ơi, ngu rồi các bạn ơi, ngu rồi, ngu rồi. Ôi đồ ơi. Vãi, cào thấy con này ăn mất rồi. Giờ giết. Vãi, vèo vèo nó bâu ghê thật, mình còn có 200 máu rồi, té này. Theo cảm nhận thì cái khẩu súng này nó cái nhược điểm duy nhất của nó là chắc chắn nó sẽ rất là đắt các bạn. Các bạn nếu mà cái hình dung được nhá. Những khẩu VIP này toàn mấy triệu rồi lên, khẩu này nó mình cảm giác nó ngon hơn à. Cái chức năng của nó rất là ngon, có khi tùy từng cảm nhận từng người nhá. Thì vì thế còn hơn cả khẩu shotgun VIP ấy, thật sự đấy. Cái giá của nó mình nghĩ là nó không vừa đâu. Thì chắc là chúng ta sẽ có một cái Tết nó hơi bị đổ máu một tí. Thôi, rơi lệ khẩu súng này cũng được thôi. Bởi vì nó ngon ngon quá mà, chấp nhận đi. Rồi bình tĩnh nào, đừng có hóa mình sẽ... Mình làm cái này mình... Rồi ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ui vãi, may quá vào đây. Chạy đâu. Ui, hai headshot, hai cận chiến liên tục. Nào, chạy đâu. Trời, ba cận chiến luôn này. Nào, bình tĩnh đi. À. Ui, phê quá vào đây. À, ra nào. Vừa vào đây. Trời ơi, mình tưởng con đồ to nó đi rồi, nó không để ý mình các bạn ạ. Thế là nó lừa tình mất rồi. Ngu rồi. Kiểu một khi mà cái lưỡi dao của khẩu súng này nó vung lên ấy, nó chỉ cần hơi dí dí vào đầu thôi mà. Nó coi như là kiểu gì ăn được cận chiến ạ. Kiểu gì có thanh niên là nằm, kiểu Tết nay thì nằm viện là hơi nhiều rồi. Hôm nay kiểu TV là hơi bị đau, kiểu bạn muốn mua TV ở kiểu điện máy xanh, điện máy xanh. Đắt hàng, quá đắt hàng luôn. Nào ra đây. À vèo ạ. Này thì vèo đấy. Ôi trời. Ok, một con vèo nhá. Ui, nó kìa. Ôi, mày đi anh ơi. Ui, giờ nó vụt con, đét cho nó vụt cái là chết đấy. Ôi, cẩn thận. Ôi, giờ mình sẽ căn thời cơ thôi. Quý lịch. Trời ơi. Phải đấy mình bật ép lên rồi mà nó không đủ máu để mà khô nữa. Đấy, chết mà rồi. Phải đấy chỉ cận chiến á, khả năng cận chiến mà zombie thì cứ gọi là tuyệt chủng các bạn. À, chạy này, quay đây. Ê, quý lịch. Trời ơi, cảm ơn nhá. Thằng kia nó đang định rút ra cận chiến đấy. Một phát này. Ok. À, trời ơi, nháy, thằng ấy may nhá. Ôi, thằng kia chết rồi. Nào, ui, tui. À, rồi, không kịp rồi. Ui, rồi, nó thảo nào. Phải đấy, mình mới lag các bạn ạ. Nếu không lag thì cũng hên xui, chắc là ăn được cận chiến. À, nào. Đây, ok, mình sẽ đánh từ thôi. Đánh mấy con heo kiếm đi các bạn, nên đánh từ thôi. Đấy. Các bạn cứ từng rỉa từng cái một chứ đừng cứ hầm hố quá nó chém. Bởi vì nó chém bạn có hai phát là chết rồi mà. Nếu các bạn phải rỉa. Đấy là phương pháp mà. Đấy, úi xôi, double kill, ngon chưa. Đấy, tiếp tục đây, đã quá bạn. Mới ván thứ 8 rồi, mình sẽ quẩy đến hết trận luôn. Đã quá. Đã quá Pepsi ơi à. Ôi. Đẹp quá bạn, nhìn khẩu súng không biết nó có. À ừ. Ui, lần đầu to rồi. Ở đây. Ôi, bị thành chú quỷ ở đâu, bị thành đồ to rồi, mình té đây. Súng bắn ngon quá, nói chung là nó vẫn nhỏ. Đùa chứ, từ khi cái cán mốc 2017 đến giờ mình cảm thấy nó nhỏ hơn cả năm ngoái quá. Đấy, trời, đông chưa? À, đó, về kìa. Trời ơi, vãi ngon quá bạn ơi, double kill luôn. À, nó nháy bạn ơi. Ôi, trời, bình tĩnh. Ôi, sao mình mất hết thành nào ấy? Mình trời ơi, thấy nó nhấp nháy quyến rũ các bạn ạ, không kiềm chế được. À, cũng vãi nó cần chiến này. Rồi ok, ngon rồi. À đây, chạy đâu, trời ơi, một phát giữ mông luôn. Ê, đây, về. Trời ơi, đúng viên cuối cùng của đấy rất may luôn. Ôi, wow. Trời ơi, phát đến nó lag bạn. Không được, mình phải nhây một tí thôi. Phải định khô máu này. Ui, chạy đấy, bạn ơi. Cái đổ nhà đổ chết cả bây giờ.
Ok, mình cắt đuôi rồi. Ôi vãi, nó vẫn đuổi mình thì tôi chơi nó cay rồi các bạn. Nó giết bọn giết mình vẫn được rồi. Ôi, ui sao bên này bạn ơi, nó cho một phát là mình đi luôn đấy. Con về ú bự để đây nhảy xịt rồi nha, thấy rồi nha, thấy rồi nha. Nào ra đây, ra đây. Đây mình sẽ chôn nó đây. Nó vẫn săn mình các bạn thấy không? Nó rất là đông mà nó vẫn chỉ nhắm mình thôi. Ở chán rồi các bạn. Đuổi mãi không được, chán rồi. Ôi, tiếp tục đi. Nếu cái chức năng đặc biệt của này, cái khả năng gọi là anti đi cho nó dễ hiểu. Thì một khi kiểu nó khi bạn dồn đông ấy, một là dồn đông, hai là các bạn chơi chế độ AI ấy, bật cái này lên. Phải nói là rất là kinh rất là kinh dị luôn. Nhưng mà là súng nhìn nó đỏ loè đỏ loẹt thế kia mà vẫn đen nhỉ. À đây thôi, có khi mình trang clip mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Các bạn xem clip thì nhớ like share nhá. Thôi nói chung là chỉ cần mình cảm nhận của các bạn thôi, chứ mình thấy test đến đây nó đủ rồi. Chắc là clip xong mình sẽ cố gắng test khẩu này để full cận chiến xem như thế nào. Ok, chạy đấy. Ok, bye nhá, nhớ like đấy. Blonde hair, blue eyes, that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me.